Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bảo Lộc 11 ngày tới tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, sắp trúng lớn đặc biệt, trả sạch nợ, đổi đời, xứng tâm đại gia. Quý vị thân mến, trời sinh Canh Tuất sinh năm 1970, mang sứ mệnh thăng trầm, yêu thích cuộc sống ôn hòa không tranh đấu. Tuy nhiên đa phần tuổi trẻ gặp khó khăn nghèo khổ, về trung vận và hậu vận mới dần phất lên trông thấy. Con giáp này trọng tình nghĩa hơn vật chất, giàu tình cảm, sống nhân hậu, tích được nhiều đại đức, thích được người đời tôn trọng và kính nể. Bước vào thời điểm 11 ngày tới đây, nhờ nhiều cát tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho những người tuổi Canh Tuất, đặc biệt là trong 11 ngày tới, vận mệnh của Canh Tuất bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ, tiền bạc sẽ dồn về như sóng biển, tạo nên cuộc sống giàu có và phú quý. Vậy, số mệnh của tuổi Canh Tuất 11 ngày tới sẽ biến động ra sao? Cơ may nào sẽ đến? Xin mời quý vị cùng like và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chi tiết ngay sau đây nhé! Bảo Lộc 11 ngày tới tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, sắp trúng lớn đặc biệt, trả sạch nợ, đổi đời, xứng tâm đại gia. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi 11 ngày tới của anh chị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng anh chị điểm nhanh tính cách người tuổi Canh Tuất có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thường là những người sống có trách nhiệm, quyết tâm và được người khác coi trọng. Họ cũng là những người sống tế nhị và có khả năng giúp đỡ người khác, do đó họ được mọi người yêu quý và tin cậy. Tuy nhiên, Canh Tuất cần cẩn trọng để không gây rắc rối cho bản thân. Nếu lòng tốt không được đặt đúng chỗ, họ cũng nổi tiếng với tính kiên định, tham vọng và quyết đoán. Những người sinh năm này thường mạnh mẽ và sống tự lập. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là tính cách bảo thủ và cố chấp. Canh Tuất thường có tính khí nóng nảy, dễ xảy ra xung đột với người thân. Tuy vậy, họ cũng biết tôn trọng chữ tín và luôn nỗ lực hết mình, không ỷ lại vào người khác. Canh Tuất sống nội tâm, ít biểu lộ cảm xúc và thường chỉ thể hiện ra với những người thân. Họ cũng chăm chỉ và có sự kiên trì trong công việc và cuộc sống. Tiếp theo sau đây, hãy cùng đi tìm hiểu tổng quan tử vi 11 ngày tới của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xem tử vi cho thấy, đúng 11 ngày tới có thiên can là kỷ thổ, địa chi tị hỏa, đặc trưng là thiên khắc địa sinh, hỏa khí thịnh, mưu sự thành bại cốt ở định nhân. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, thời gian này anh chị duy trì được tinh thần làm việc hăng hái, tích cực, bản mệnh sẵn sàng nhận thêm các công việc khó, học tập thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết và không ngại thừa nhận những mặt còn yếu của mình. Chính thái độ ấy sẽ giúp bạn phát triển nhanh chóng, gặt hái được những thành tích cao. Phương diện tài lộc phát triển khá ổn định, dù có thể anh chị không thu được món hời lớn nào, nhưng tiền lời lãi vẫn chảy về túi đều đặn, bản mệnh chi tiêu không cần lo nghĩ quá nhiều. Khi các mối quan hệ xã giao thuận lợi là thời điểm thích hợp để anh chị tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất. Chuyện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui, Canh Tuất cởi mở hơn trong việc tiếp xúc người khác giới, thậm chí có thể vô tình gặp được người phù hợp trong một buổi tụ tập, giao lưu nào đó hoặc ở nơi công cộng, nơi tổ chức sự kiện. Hai người chỉ vừa gặp gỡ mà đã có rất nhiều chuyện để chia sẻ cùng nhau. Xét về phương diện sự nghiệp, theo tử vi phương Đông 12 con giáp có chỉ ra rằng người tuổi Canh Tuất sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi và đón nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp trong thời gian này.
chỉ cần bản mệnh luôn không ngừng cố gắng tiến về phía trước. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, anh chị là người chăm chỉ và cần cù. Một khi đã được giao cho nhiệm vụ gì, Canh Tuất sẽ không thoái thác, mà luôn nỗ lực hoàn thành ở mức độ tốt nhất. Ai cũng cảm thấy yên tâm khi giao cho anh chị phụ trách công việc. Ngoài ra, bản mệnh cũng thể hiện mình là một người khiêm tốn, ham học hỏi khi sẵn sàng thừa nhận những mặt còn yếu của bản thân, không ngại hỏi những điều mình chưa biết. Thời gian này, sẽ có một vài cơ hội tham gia các buổi họp hành, bồi dưỡng kiến thức, hãy nhiệt tình tham gia, anh chị sẽ tiếp thu được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích, góp phần phát triển sự nghiệp trong tương lai. Theo tử vi 11 ngày tới tuổi Canh Tuất dự đoán, cát tinh tử vi sẽ giúp cho những người tự tin, dám nắm bắt cơ hội, dám thể hiện quan điểm và cá tính của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và mọi người xung quanh, một số người còn được chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Xét về phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc của người tuổi Canh Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này, có thể bản mệnh sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bản mệnh vẫn kiếm được một khoản dư giả, ổn định, không bao giờ thiếu tiền trong túi. Với những người làm công ăn lương, anh chị sẽ nhận được khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các công việc được giao. Nếu chăm chỉ với các công việc làm thêm, bản mệnh còn nhận thêm được khoản thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người làm kinh tế, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao rộng rãi, tốt đẹp. Đây là thời điểm rất thích hợp để anh chị mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Quá trình mở rộng sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn, nhưng xung quanh sẽ luôn có những người sẵn sàng giang tay giúp sức. Nếu có ý định khởi nghiệp trong thời gian này, Canh Tuất có thể tiến hành dần dần từng bước, không cần phải quá vội vàng. Chỉ cần phát huy được điểm mạnh của mình, thì sớm muộn gì bản mệnh cũng có chỗ đứng trên thị trường, đồng tiền dần dần chảy về túi. Hãy mở rộng tư duy của mình và suy nghĩ theo những hướng khác biệt hơn. Anh chị sẽ mở được lối đi riêng cho mình. Còn nếu làm một cách cứng nhắc, máy móc thì anh chị mãi chỉ là những người bình thường trong tập thể hoặc trên thị trường mà thôi. Xét phương diện tình duyên. Xem tử vi cho thấy, 11 ngày tới đây, khuyên người tuổi Canh Tuất hãy sẵn sàng tinh thần đón nhận những tin vui trên phương diện tình cảm. Thời gian này bạn được sống trong những ngày hạnh phúc khi tìm thấy nửa kia đích thực của mình. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân không khó để gặp được người phù hợp. Người ấy có thể xuất hiện trong những buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè hoặc ở ngay nơi công cộng, nơi tổ chức các sự kiện. Dù hai người chỉ gặp nhau vô tình, nhưng lại có thể ngay lập tức trò chuyện với nhau một cách ăn ý. Hai người có nhiều quan điểm và mối quan tâm giống nhau, nên có thể nói chuyện mãi mà không biết chán. Hãy giữ mối quan hệ với đối phương nhé. Với người đã lập gia đình, bạn nhận được sự thấu hiểu và cổ vũ của những người thân thiết. Nhờ có người nhà bạn có động lực hơn để cố gắng mỗi ngày. Mỗi khi gặt hái được thành công, bạn cũng có nhiều người để chung vui. Các cặp vợ chồng dần chín chắn hơn và có trách nhiệm với gia đình. Hai người cùng chung sức, chung lòng xây dựng tổ ấm, chứ không ai hoàn toàn tập trung vào lĩnh vực nào. Cả hai đều rất trân trọng những gì mà mình đang có. Xét về phương diện sức khỏe. Căn cứ tử vi 11 ngày tới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Canh Tuất không gặp phải vấn đề gì về sức khỏe trong thời gian này. Bạn chăm chỉ thể dục thể thao, duy trì lối sống khoa học thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy bước ra ngoài và hít thở bầu không khí nhiều hơn. Bạn sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, quên hết mọi buồn phiền, thậm chí nảy ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc. Và tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết tuần lễ vàng của người tuổi Canh Tuất trong tháng 4 âm lịch. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuần 1, tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Canh Tuất khá may mắn trong tuần đầu tiên này. Khi nhận được may mắn từ thiên đức cát tinh hỗ trợ, bản mệnh có tâm trạng khá hơn hẳn và đang trong giai đoạn chữa lành cho bản thân. Không chỉ công việc thuận lợi, mà anh chị còn nhanh chóng được đề bạt, thăng chức, gia tăng lương thưởng. Nhờ sự nỗ lực của bản thân trong thời gian vừa qua, trong rủi sẽ gặp may, thoát được nhiều thử thách thì bạn cũng đạt được nhiều thành tựu. Nếu đang xa quê làm ăn hoặc có ý định nhảy việc, xuất ngoại trong tuần này rất may mắn, tiền bạc rủng rỉnh, nên tâm trạng anh chị thoải mái, phấn chấn, tiêu pha thoáng, không còn quá đong đếm, cân nhắc khổ sở. Nếu muốn đồng tiền của mình không bị phí phạm, thì Canh Tuất nên đầu tư cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Người đang muốn mua xe hoặc mua đất đai, chuyển nhà, nên chọn ngày cuối tuần rồi hẵng tiến hành để lấy lộc. May mắn có sự phù trợ của tam hội, thời gian đầu tuần Canh Tuất có bạn bè an ủi, dù đi chơi,
được mọi người yêu quý vì hiền lành, phóng khoáng. Bạn cũng nhận được nhiều lời an ủi và hỏi han từ những người xung quanh trong lúc nguy nan. Tâm trạng càng ngày càng được cải thiện, bất suy nghĩ bi quan. Tử vi tuần 2, tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. May mắn có các tinh tử vi hỗ trợ, nên tuổi Canh Tuất không những nhận được nhiều tin tốt lành, mà còn có sự nghiệp tốt đẹp, thành công, có quý nhân sát cánh nâng đỡ. Tuổi này có những tiến triển vững chắc trong sự nghiệp, bản mệnh đã đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra hoặc được khách hàng đánh giá cao. Người làm ăn kinh doanh buôn bán dẫu bị cạnh tranh, nhưng vẫn buôn may bán đắt. Những người đang thử sức trong lĩnh vực mới, may mắn được người đi trước chỉ đường dẫn lối cực tận tình. Càng về cuối tuần thì tam hội càng đem đến cho đương số nhiều con đường kiếm tiền. Sởi lợi thì trời cho, người bạn đời chính là quý nhân của bạn, họ sẽ giúp bạn khá nhiều trong việc kiếm tiền tuần này. Còn những người đang tích góp tiền để làm một việc quan trọng sẽ được như ý muốn, công việc chót lọt. Vận trình tình cảm không có biến động gì quá lớn, mối quan hệ của con giáp này cùng người ấy vẫn yên bình. Sự dịu dàng và chu đáo của bạn chính là liều thuốc chữa lành cho những người đang tổn thương. Bước ra khỏi mớ cảm xúc rối ren, buông tha cho đối phương cũng chính là lúc bạn buông tha cho chính mình. Tử vi tuần 3, tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Thái âm chiếu mệnh đem đến cát khí và sự vượng duyên cho những người tuổi Canh Tuất trong tuần mới này, đặc biệt là viên nữ mệnh, càng sởi lợi thì càng may mắn. Tuần mới, con giáp này khởi động mọi việc trong tuần khá tích cực, nhiều điều kiện thuận lợi cho bản mệnh, cơ hội để hoàn thành các kế hoạch mà mình đề ra một cách xuất sắc và giật lấy thành công. Bên cạnh đó, anh chị cũng có được sự giúp đỡ của những người xung quanh, giúp cho mọi thứ trôi chảy và không khí vui vẻ. Ngày đầu tuần tài lộc tăng tiến mạnh, nhờ tam hợp cục nâng đỡ, bản mệnh giỏi tiết kiệm, chắt góp, không phải dựa dẫm. Canh Tuất cũng dành một khoản tiền cho các hoạt động từ thiện hoặc đầu tư cho sức khỏe bản thân. Nhưng anh chị cần tránh xa các gợi ý hợp tác kinh doanh, vì thực sự là không có lợi lộc gì. Nữ mệnh sẽ may mắn hơn nam mệnh trong con đường tình duyên. Đáng khen là tình cảm giữa con giáp này và đối phương vẫn khá bền vững sau những giông bão. Với những người còn độc thân đi ra ngoài nên trau chuốt một chút, biết đâu bạn lại gặp được người ưng ý trong những sự kiện bất ngờ. Tử vi tuần 4, tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Dịch mã cát tinh xuất hiện, giúp tuần mới của tuổi Canh Tuất có nhiều chuyển biến tích cực, khuyên đương số hãy năng nổ và vui vẻ để đón lộc. Với những người tuổi Canh Tuất đang bôn ba vất vả ở xứ người, hay phải đi công tác nhiều, hoặc chạy khắp nơi để lo cho công việc, thì sẽ đón nhiều lộc trong tuần này. Ngửa tay đếm tin vui về với mình, kẻ xấu bụng đó phá hoại công sức mà con giáp này đã bỏ ra, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng thể làm gì bạn. Người có phước thì gặp may mắn, làm ăn có tâm ắt sẽ có tầm. Tuy trong tuần có tiểu hao gây mất mát tiền bạc, nhưng đó cũng chỉ là con số nhỏ so với số tiền mà tuổi Canh Tuất kiếm được. Tuần này có nhiều khoản phải chi tiêu, nhưng bản mệnh vẫn kiểm soát tình hình tốt. Sự nhanh nhẹn và thông minh của con giáp này là điều không thể chối cãi. Bạn hoàn toàn chinh phục được khách hàng, khiến họ phải mua sản phẩm của bạn. Chỉ có điều, tình duyên khá u sầu, do ảnh hưởng của thiên nguyệt, tâm trạng lo âu, sức khỏe sa sút, nên bạn không có hứng để yêu đương, đùa giỡn. Nửa kia tỏ ra mập mờ trong nhiều chuyện, khiến người tuổi Canh Tuất luôn trong tâm trạng hoang mang và bất an. Vâng thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện cuộc sống về sư tử già, câu chuyện như sau. Người đàn ông nọ tự hào dắt theo chó ngao Tây Tạng thuần chủng để khoe với mọi người, và anh rất thích thú khi ai cũng khen ngợi. Khi đi qua một ông lão ngồi cạnh một con chó bị rụng sạch lông, chú chó Tây Tạng sủa lên đầy vẻ đe dọa, nhưng chó già không tỏ ra sợ hãi, thấy vậy không hài lòng lắm, nên ông này nói, ông lão, không rõ chó của ông giống gì, hãy cho chó của ông tỉ thí với chó của tôi xem nào, nếu chó của ông thua thì ông đưa cho cháu 500 tệ, nếu chó của cháu thua thì cháu sẽ đưa ông 2.000 tệ. Ông lão từ tốn, tôi cũng đang cần tiền nuôi nó trong tháng tới, nếu đặt cược hãy đặt lớn, nếu chó của ta thua ta đưa người 50.000 tệ, nếu chó của cậu thua cậu đưa ta 30.000 tệ. Người đàn ông nọ tỏ vẻ thách thức, giống chó của cháu là chó ngao Tây Tạng thuần chủng đó, cháu nói trước cho ông biết, nhưng chấp nhận đặt cược. Cuộc đấu chỉ mới diễn ra 2 phút, thì chó ngao Tây Tạng đã không dám tấn công nữa. Người này lấy ra 30.000 tệ đưa cho ông lão và không quên hỏi, ông ơi, chó của ông là giống gì vậy, làm sao mà chó của cháu lại sợ nó đến vậy? Ông lão cầm lấy tiền rồi nói, tôi không biết bây giờ nó là giống chó gì, trước khi bị rụng lông, nó là một con sư tử.
Vâng, quý vị thân mến, qua câu chuyện ngắn trên chúng ta thấy được rằng, có người chỉ mới có chút thành tựu bèn huênh hoang khắp nơi, dương dương đắc ý, không biết người biết ta, chưa biết có những ai còn xuất sắc hơn mình, thì đừng nên ưỡn ngực khoe khoang, không nóng giận, không cố tình chứng tỏ đúng sai, không nghi ngờ ghen ghét với tài năng của người khác. Ngay cả khi là người có tài năng xuất chúng, thì cũng cần biết bình lặng làm những việc cần làm hơn là tỏ ra mình hơn người. Có câu, biển lớn ở chỗ thấp mới có thể dung nạp được trăm sông. Để thấy việc khiêm tốn là cần thiết, và có như thế ta mới nhận được nhiều hơn, và như thế ta mới bao dung người khác hơn. Khiêm tốn là một mỹ đức, đồng thời cũng là thể hiện cảnh giới cao trong đối nhân xử thế. Nhưng để đến được bậc cao đó, ta đã phải bước qua không ít những bậc thấp hơn. Khi ở những bậc thấp thì ta thường có chút kiêu ngạo, tự mãn với những gì mình làm được cũng là lẽ thường, vì mức thành công tuy nhỏ nhưng đủ làm ta vui, ta hạnh phúc với điều mình đạt được. Sau những cố gắng là tâm lý rất đỗi bình thường của con người, vì chưa đủ tu thân nên ta đâu biết kiểm soát được cảm xúc của mình, để chúng bộc lộ ra ngoài một cách cởi mở, lại dễ bị người đời chê trách. Thế nên, Nguyễn Thị Thu Hằng đã đạt quán quân đường lên đỉnh Olympia 2020 bị đánh giá là kiêu ngạo, cũng chỉ phản ánh tâm lý chung của đám đông. Với một người không khéo léo khi quá vui mừng với chiến thắng của mình, hãy thử nghĩ xem, với một cô gái 17 đến 18 tuổi, lần đầu chạm vào đỉnh vinh quang, với mức phần thưởng lớn mà cô đã nuôi mộng từ thuở nhỏ, đã lập kế hoạch để có được vị trí hiện tại, mà cô lại có thể giấu được sự háo hức, tự hào, vui sướng thì có vẻ không thực tế. Đúng là ai cũng cần sự khiêm tốn, nhưng đó không thể là việc ngày một ngày hai có thể thực hiện được. Thực tế là sự khiêm tốn cần thời gian tu thân, rèn giũa mỗi ngày, mà tự hỏi chính bạn cũng đã đủ giáo dưỡng chính mình đến độ đó chưa, mà có quyền chỉ trích một cô gái trẻ cơ chứ. Việc chê người khác là việc dễ hơn cả việc tu thân, nên các anh hùng bàn phím giờ đây cứ mọc lên như nấm sau mưa, họ quên dành thời gian tu dưỡng chính mình, nên rảnh rỗi đi bình luận, chỉ trích và tự cho mình quyền phán xét người khác, rồi cho rằng mình cao thượng chăng. Với Thu Hằng thì tất cả chỉ mới là sự khởi đầu, trước khi bước ra khỏi thế giới an toàn chỉ sách vở của mình, cô bé còn cả chặng đường dài phía trước để tiếp xúc với nhiều người, nhiều nền văn hóa khác nhau, để nhận ra ta cũng nhỏ bé trong thế giới này mà thôi. Lúc đó, không cần chỉ trích, tự cô sẽ tự biết tìm cách để khiêm tốn, nhún nhường, chứ không đáng để nhận lời chê bai có phần quá tiêu cực lan tràn trên các mặt báo, cho tới các cư dân mạng như những ngày qua. Khiêm tốn thể hiện trong sự thuần tịnh, tử tế và khoan dung của một người có hàm dưỡng, vì nó là biểu hiện của sự tôn trọng thực sự đối với tất cả mọi người. Nhưng đó là một quá trình cố gắng không ngừng theo thời gian. Thay vì vội vàng chê bai ai đó, hãy tự tu lấy thân mình. Nếu quá khiêm tốn sẽ trở thành tự ti, tự hạ thấp bản thân, thể hiện sai khiến người khác cho rằng mình yếu kém. Thế nhưng, tự tin vào khả năng của mình quá thì bị chê trách là tự kiêu. Khi đó khái niệm khiêm tốn có vẻ khó hiểu, khó cắt nghĩa. Vậy như thế nào mới thực sự là khiêm tốn? 1. Đó là khi bạn biết biển học là vô tận, kiến thức trong thế giới bao la rộng lớn này là vô cùng, vô tận, càng học bạn sẽ càng thấy nó nhiều tới mức nào. Nếu bạn có học thì cũng chỉ tìm hiểu được một góc nhỏ của một lĩnh vực mà bạn được xem là có chuyên môn mà thôi. Ngày xưa, xưa lắm rồi, có một nhà thông thái đi qua sông lớn, trên một chiếc đò được lái bởi người đàn ông. Trên đường đi, nhà thông thái nói rất nhiều chuyện về thiên văn, văn học, toán, lịch sử và triết học. Nhà thông thái hỏi người lái đò rằng, ông biết gì về triết học không? Người lái đò đáp rằng, tôi không được học và chỉ quanh năm lái đò trên sông, kiếm ăn, nên không biết gì về triết học. Nhà thông thái, thế thì ông mất một phần ba đời người rồi. Nhà thông thái lại hỏi tiếp, ông có biết gì về văn và toán học không? Cũng như câu trả lời trên, người lái đò nói rằng, tôi không biết. Nhà thông thái, vậy là ông mất nửa đời người rồi. Đến đây, người lái đò mới hỏi nhà thông thái rằng, ông có biết bơi không? Nhà thông thái đáp rằng, ông biết rất nhiều, từ Đông Tây Kim Cổ, kiến thức ông có rất nhiều, nhưng bơi thì ông không biết. Vậy là ông sắp mất cả cuộc đời rồi, vì giông bão sắp đến và tôi chỉ có thể bơi để tự cứu mình mà thôi. Trong cuộc sống này, đừng bao giờ nghĩ là mình giỏi, cũng chưa bao giờ nghĩ mình là uyên bác, vì bất cứ ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng của mình. Chúng ta hãy biết tôn trọng sự khác biệt ấy. Thế nên, ta luôn cần nhắc nhở bản thân mình rằng, kiến thức là vô tận, biển học là bao la và không bao giờ ngừng việc học hỏi mỗi ngày. Chỉ cần hiểu được điều đó, bạn sẽ biết lắng nghe những chia sẻ của người khác, bất kể là người bạn tưởng rằng kém hơn so với bạn, khi đó bạn sẽ sống khiêm tốn hơn. Có thể vì một chiến thắng nào đó,
khiến ta trở nên tự hào về bản thân và nghĩ rằng ta đã đủ xuất sắc hơn tất thảy mọi người còn lại. Thành công này có thể trở thành mặt trái của nó khi bạn ngủ quên trên đó và trở thành kẻ kiêu căng tự mãn. Không quên việc ăn mừng, nhưng cũng đừng quên việc gác nó sang một bên để tiếp tục cố gắng. Đừng để những lời khen có cánh của những kẻ xấu khiến bạn xa rời thực tế, mai một tài năng của mình bằng vòng hào quang, sự ảo tưởng. Giống như vị vua của một nước cũng phải biết cách kiềm chế bản thân với những lời khen có cánh, bên cạnh họ vẫn luống cần những lời nói thật lòng của những bề tôi thanh liêm, chính trực, tuy không dễ nghe, nhưng lại giúp cho họ nhận ra những sai lầm của bản thân, vì đã là con người thì chẳng có ai hoàn hảo cả. Chính Newton còn tự nhận về mình rằng, tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, dường như tôi chỉ là một đứa bé chơi đùa trên bờ biển, đôi lúc trong vui vẻ tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp đẽ hơn bình thường, trong khi đại dương sự thật còn chưa được khám phá trải bao la phía trước. Theo lời Phật dạy về khiêm tốn, đức hạnh khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng, thế mới thấy không chỉ tu dưỡng để thành người tài năng mà còn phải tu dưỡng để cho thành người phẩm hạnh, đức độ, trong đó, đức tính khiêm tốn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các canh tuất. Từ đó, quý vị có thể đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.